trong khuôn khổ giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á năm 2012 tại Viêng Chăn Lào. Đây là trận bán kết đồng đội nữ giữa hai đội Việt Nam và đội Singapore. Diễn biến là ván thứ nhất của trận đơn thứ tư giữa hai chủ đội Yumi của Singapore và Việt Linh của Việt Nam. Yumi ra bóng. Đội Singapore đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Thank you.
Trận đấu tiếp tục ván thứ hai, Việt Minh của Việt Nam giao bóng. Tỷ số trận đấu đang là 1-0 tạm nhiên về Juni của Singapore trong khuôn khổ giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á năm 2012 tại Vientiane, Lào. Đây là diễn biến ván thứ hai của trận đơn thứ tư. Trận đấu có hai chủ lực. Trận bán kết tuyển đội nữ giữa hai đội Việt Nam và Singapore.
Philippines trong trận đấu này. Còn nhớ tại giải xuất sắc mở rộng năm 2010 cúp VOV quốc tế lần thứ nhất tại Hải Dương, cũng trận đấu này Việt Tinh đã từng thắng được Yumi 2-3. Yumi, vận động viên chủ lực của Singapore và đồng thời là vận động viên của thứ hạng cấp thế giới. Cái đi dấu bóng. Việt Linh của Việt Nam đã thắng Yumi với tỷ số 15-13. Một thành tích rất đáng khen. Trận đấu tiếp tục ván thứ 3, Yumi của Singapore ra bóng. Trong khuôn khổ giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2012 tại Viên Chăn, Lào. Đây là trận bán kết đồng đội nữ giữa hai đội Singapore và Việt Nam. Diễn biến ván thứ 3 của trận đơn thứ 4 giữa hai chủ lực Yumi của Singapore và Việt Linh của Việt Nam. Đội Singapore đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1 và tỷ số trận đấu thứ 4 này đang là 1-1. Việt Linh thi đấu trận đấu này rất vững vàng và tự tin. Thank you.
Jimmy vừa bị trọng tài Thái Lan phạt thẻ vàng vì đá bóng. Có thể nói Jimmy gặp phải một đối thủ tuy dưới cơ nhưng rất khó nhai. Việt Bình vẫn đang tạm vươn lên dẫn trước tỷ số 8-7. Tục ván thứ 3, Jimmy của Singapore đã giành thắng lợi với tỷ số 11-9. Trận đấu tiếp tục ván thứ 4, Việt Linh của Việt Nam giao bóng. Tỷ số trận đấu đang là 2-1 tạm nhiên về Jimmy của Singapore. Đây là diễn biến ván thứ 4 của trận đơn thứ 4, trận đơn giữa hai chủ lực Jimmy của Singapore và Việt Linh của Việt Nam trong khuôn khổ trận bán kết đồng đội nữ giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á năm 2012 tại Viên Chăn. Tuy là vận động viên đẳng cấp thế giới và cửa trên hoàn toàn, nhưng rõ ràng ở trận đấu này Jimmy tỏ ra khá nôn nóng và có cái gì đó bất an. Thank you.
Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Làng Xét. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào.